Vâng, xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi kênh YouTube Trang Linh Nhật Bãi. Do tình hình công việc ngày hôm qua ngày hôm nay thì bên em cũng không lên livestream được các bác. Thì tối ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác một video lẻ, giới thiệu cho bác một em nồi. Em này dung tích 1,8 lít nhá, thuộc hãng Hitachi. Em này là Hitachi stem cắt này. Đó. Stem cắt tức là tái tạo hơi nước các bác nhá. Đó. Em này với ngoại hình màu trắng sữa rất là đẹp nhá. Dung tích thì là 1,8 lít, phù hợp cho gia đình từ 6 đến 8 người ăn nhé. Công suất em này là 1,4 lít. Nên các bác nào muốn sử dụng trải nghiệm thì các bác mua cái cục 2kVA các bác sử dụng nhé. Em này sử dụng điện 100V, hàng nội địa Nhật nhé các bác nhé. Thành quách quay tổng quan cho các bác này, chỗ này nó hơi cấn nhà này, do quá trình vận chuyển thôi. Thành quách bên đây thì còn rất là đẹp nhé, độ mới phải trên 90-95%. Đi vào chi tiết bên trong, giòn cực kỳ đẹp luôn nha các bác nhá. Giòn độ mới trên 90% này. 90-95% luôn này. Giòn cực kỳ đẹp luôn. Nắp áp suất nhá. Áp suất nồi cao tầng IH của áp suất bi. Lòng xoang này. Lòng xoang thì cam kết bảo hành cho bác quá đẹp luôn. Quá xuất sắc luôn. Không chảy chóc cái chấm cám nhá. Phía đáy này. Phía đáy này thì hơi sức nhẹ một xíu thôi. Trong còn rất là mới nhá. Tổng thể ngoại quan lẫn nội quan em này đạt trên 90% nha các bác nhé. Và hiện tại em này bên shop em đang bán cái giá cho bác là 1.700.000, 1.700.000, tức là giá đấy là giá thợ cho bác nhé. Còn bác nào muốn mua cái gói bảo hành thì bên em sẽ bảo hành cho bác 3 tháng. Và giá em nồi này sẽ là 2.300.000 nhé, 2.300.000. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác chốt đơn, các bác liên hệ em qua số điện thoại 0859828123 nhé. Nếu các bác nào tin tưởng shop chuyển khoản đủ bên em sẽ bao ship. Còn không các bác vui lòng cọc giúp em là 200.000 để bên em lên đơn nhé. Cũng là cảm ơn tất cả bác đã theo dõi hết cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại các bác vào khung giờ trưa mai 11:30 em tiếp tục lên live nhé. Cảm ơn tất cả các bác.